Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 3, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, ngụ tại phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 để cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phục vụ việc xác minh điều tra. Quyết định tạm hoãn được gửi lên Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân bà Phương Hằng. Ngày 9 tháng 3, luật sư của ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Minh cho biết đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo nội dung đơn kiến nghị, vào ngày 26 tháng 10 2021, ông Hiển đã gửi đơn tố giác. Tiếp đó ngày 17 tháng 11 2021, Ông Hiển tiếp tục làm đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hành vi vu khống, hành vi làm nhục người khác tại các điều 155, 156 và 331 Bộ luật hình sự. Sau khi gửi đơn, cơ quan điều tra đã làm việc hai lần với ông Hiển để giải quyết đơn tố giác. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng, hết thời hạn giải quyết đơn tố giác tin báo về tội phạm nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa có kết quả giải quyết trong thời gian này bà hằng tiếp tục tăng cường số lượng, tần suất phát trực tiếp trên mạng xã hội để nhục mạ, vu khống ông hiển và nhiều người khác. tội bay có tố cáo, tố cáo khẩn cấp tao mà đâu có ai làm gì, có công an nào tiếp nhận và làm gì tao đâu, bà hằng nói trên mạng xã hội. được biết cùng với đơn kiến nghị của ông hiển, bà đặng thị hằng ni và ca sĩ vi oanh cũng có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng phản hồi kết quả đối với tình báo tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng. Hiện nay, có 6 người có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàng Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan. 6 người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trao đổi với phóng viên ngày 9 tháng 3, đại diện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh. Do vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục xác minh làm rõ. Khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cụ thể cho các bên liên quan và cơ quan báo chí. Được biết, trong một số buổi livestream gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục tuyên bố sẽ ứng xử với các cáo buộc pháp lý bằng tư cách của một người nước ngoài vì bà là người song tịch, có hai quốc tịch. Thậm chí, bà Hằng còn giả dạ sẽ mời luật sư quốc tế như lãnh sự quán nước ngoài can thiệp và có thể sẽ thuê vài chiếc máy bay chở hết tài sản ra nước ngoài. bạn có video hấp dẫn bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo hãy gửi về flo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn